Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo nhé. Kênh em chuyên bán iPhone cũ và hàng chính hãng của Apple sản xuất. Hôm nay thì em không có hàng gì nhiều, chỉ có đa số của cái dòng 6S Plus thôi. Nhà em thì đợt này không về được hàng mấy. 6S Plus thì cũng là cái hàng mà giá thành nó cực kỳ rẻ trong tại thời điểm này rồi. Mà cái chức năng của nó dùng vẫn ok trong cái nhu cầu hiện tại của mọi người nhé. Và tầm giá hôm nay thì em có giá từ 1 triệu 1 cho đến 3 triệu. Đấy, tầm giá máy rất là rẻ. Mọi người theo dõi video mình ưng chiếc điện thoại nào, chiếc iPhone nào thì liên hệ qua Zalo hoặc là số điện thoại tư vấn của em là 0338305595 nhé. Đấy. Và cái cách thức mua hàng em xin nói luôn với mọi người là ở kênh em, ở shop em mua hàng thì mọi người vui lòng cọc trước 100.000 và nhà em sẽ ship code về tận nhà, mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tất tần tật trên kênh em đều nói rõ ràng cho mọi người rồi, mọi người không cần phải hỏi lại em là có được kiểm tra hàng không nhá. 100% hàng của em gửi đi đều được kiểm tra hàng trong vòng 5 đến 10 phút. Đấy là shipper dễ tính thì có thể là cho mọi người kiểm tra lâu hơn. Còn bình thường thì mình có quyền lợi là được kiểm tra 5-10 phút rồi ok thì mình mới thanh toán tiền cho shipper. Đấy, mình được kiểm tra hàng nên là mình không phải lo về vấn đề là máy không chuẩn. Đấy, nếu mà máy không chuẩn mình nhận hàng, mình không cần nhận hàng. Đấy, mình kiểm tra hàng không ưng thì mình không cần nhận hàng. Và xác định mua hàng thì vui lòng cọc giúp em 100 nhé. Đấy, nhà em bắt buộc là phải cọc thì mới gửi hàng, không cọc không gửi hàng. Và nhà em bán đúng giá, không mặc cả. Đúng giá, em nói ở trên video, không mặc cả nhé. Anh chị nào mà đến nhà em mua hàng thì em sẽ bớt cho mọi người một ít xăng xe lộc lá. Chứ không phải là bớt nhiều mấy trăm nghìn đâu. Tại vì là bán cái dòng máy cỏ này nó cũng không được lãi nhiều đâu. Lãi có 200-300 mà bớt nhiều quá thì làm gì có tiền bảo hiểm, tiền phụ kiện nữa đâu, đúng không? Và cái tiền ship nhá, nhà em có ship code toàn quốc. Cái tiền ship 30-35 nghìn là bên phía khách hàng phải chịu nhá. Còn nhà em chỉ chịu phí bảo hiểm thôi. Tiền ship 100% khách hàng phải chịu. Không lấy phụ kiện thì nhà em miễn phí ship. Hoặc là chuyển khoản hết nhà em cũng miễn phí ship cho mọi người nhá. Quên mất cái tai nghe iPod 3 nhà em vẫn còn hàng nhá. Đấy, mọi người mua thì có thể theo dõi video trước. Tai nghe iPod 3 hàng new nhà em đang bán giá 400.000 và bao ship toàn quốc cho mọi người nhé. Mua kèm điện thoại thì giảm giá còn 350.000. Đây, Zalo và số điện thoại tư vấn chỉ duy nhất một số này thôi, 0338305595. Facebook là Nguyễn Cherry và hai tài khoản ngân hàng Techcombank và Vietcombank, chủ tài khoản là Nguyễn Anh Đào. Bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 đối với những cái dòng đời thấp như này và bảo hành 3 tháng đối với dòng XS đời cao đổ lên nhé. Còn đời thấp này nhà em chỉ bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 và trong vòng 1 tháng đấy. Thật ra dùng iPhone rất là đơn giản, iPhone chỉ dùng mấy ngày là nó có thể ra hết tất cả các lỗi rồi. Đấy, cái các chức năng cơ bản như là mình nhận hàng, mình test máy thì mình có thể là test như là đây ví dụ luôn một cây. Nhận hàng thì mình có thể test cam trước cam sau. Đây ví dụ nhận hàng một cây máy thì chức năng cơ bản của nó là cam trước cam sau. Đấy. Và cam trước cam sau này, lắp sim nghe gọi này, loa trong loa ngoài. Đấy, chức năng của nó rất là đơn giản này. Đây là gạt rung nhá, gạt xuống là rung, gạt lên là để chuông. Đấy, còn mọi người mà reset máy ấy, rất là mấy hôm nay rất là nhiều anh chị mua hàng quốc tế nhà em reset máy nên nhưng mà lại không biết cách để active vô. Đấy, rất là phiền não. Dễ thôi, gọi cho em nhá. Mình không shipper, nhiều người người ta dùng Android người ta cũng không biết đâu. Nên là mọi người cứ gọi cho em chỉ cho nó nhanh. Chỉ 30 giây đến 1 phút là có thể active máy vào thôi. Tạo iCloud cũng vậy. Đấy, tạo iCloud cũng 1-2 phút là xong. Rất là đơn giản, rất là dễ nhá. Rồi ok, thì hôm nay thì em sẽ quay về dòng máy máy nào rẻ thì quay trước. Rồi đầu tiên có một cây 6S quốc tế 16GB vỏ xấu nha. Hôm nay đa số là hàng thanh lý thôi. 6S quốc tế 16GB vỏ xấu. Cây này đang hết pin. Nói chung là cái cây này vỏ xấu. Pin thay mới 100% bản quốc tế.
Đấy, vỏ xấu và màn ám nhẹ một vết ở đây. Anh chị nào mà mua cây này thì mình có thể nhắn tin qua Zalo để em chụp cái ám ở đây nhá. Đây, nó ám nhẹ một góc ở đây. Cây này thanh lý giá 1,1 triệu nhá. Đấy, bản quốc tế 16 ghi full chức năng, màn ám nhẹ một góc ở đây. Chỉ thanh lý giá 1,1 triệu thôi, 6S quốc tế 16 ghi. Đây là cây 6S nhỏ nhá, màn 4.7 inch nha mọi người. Dùng chống cháy. Giá 1,1 triệu, dùng chống cháy quá ok. iCloud sạch sẽ, lắp iCloud của mình vào sử dụng bình thường. Giá chỉ 1,1 triệu thôi nhá. Rồi tiếp đến cây 7 nhỏ quốc tế 32GB. Cây này màn zin, màn zin nhá, mên zin, pin thay mới 100%. Duy chỉ bị mất vân tay thôi. Đó, duy chỉ bị mất vân tay thôi. Đây, vân tay thất bại nha, mất vân tay. Bản Mỹ 32GB LL trên A. Đấy, cây này em bán giá là 2 triệu nha. 7 nhỏ quốc tế 32GB mất vân tay. Hình thức thì không xấu lắm, hình thức rơi vào 97% nha. Giá là 2 triệu. Rồi chuyển đến là cây 7 nhỏ lốc 32GB. 7 nhỏ lốc 32GB, cây này nhà em fix quốc tế rồi đây này. Đây, cây này fix quốc tế rồi, không cần sử dụng sim ghép nha. Và nhà cây này không reset dòng 2 giúp em nha. Máy full chức năng, hình thức vỏ xấu. Đây, hình thức vỏ xấu, pin thay mới 100%, đã fix quốc tế, lắp sim sử dụng luôn, không cần sim ghép. Cây này em bán giá 2 triệu nha, cũng chỉ có 2 triệu thôi. Và tất cả các hàng nhà em bán ra đều tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, cường lực, ốp lưng, quay chọc sim cho mọi người nha. Rồi tiếp đến là cây 6S quốc tế 32GB. 6S quốc tế 32GB nha, 6S nhỏ nha mọi người. Cái này màn nó hơi nhạy một xíu. Đấy, màn nó hơi nhạy một xíu. Còn lại chức năng, đấy, màn nhạy nên là nó vào chế độ này luôn. Mình bấm nhẹ là được nha, không bấm mạnh quá là nó sẽ vào cái chế độ đấy. Pin zin theo máy 79%. Thì nhà em sẽ thay pin mới cho mọi người nha. Vân tay này, vân tay ok hết. Đấy, vân tay ok hết nha. Tất cả các chức năng sử dụng bình thường. Cái này màn nó hơi nhạy một xíu thôi. Vỏ phẩy nhá. Bản 6S quốc tế 32GB, bản quốc tế reset dòng 2 thoải mái. Thế này em bán giá là 1,8 triệu nha mọi người. 1,8 triệu, quá là rẻ luôn. Rồi tiếp đến là 3 cây 6S Plus quốc tế nhá. 6S Plus nhá, màn to nha mọi người. Đây, 6S Plus quốc tế 3, 2, 6, 4 và 16GB. 3 cây này đều mất vân tay nha mọi người. 3 cây này đều mất vân tay. Vỏ 3 cây này là hình thức phẩy. Đấy, phẩy nhỡ. 3 cây này hình thức phẩy nhỡ xấu. Chỉ mất vân tay thôi. Màn zin, men zin, vỏ zin luôn. Tất cả các chức năng sử dụng bình thường, chỉ có mất vân tay thôi. Đây, bản Mỹ LLA nhé. Ba cây này đều bản Mỹ LLA 3, 2, 6, 4 và 16GB. Đây, cây 16GB thì pin 72 nhé, em sẽ thay pin mới cho mọi người này. Đấy, giá là 1,8 triệu. 16GB mất vân tay, giá là 1,8 triệu. Mấy cái này là keo dính thôi, mình lau đi là sạch nhé. 16GB mất vân tay là 1,8 triệu này. 32GB mất vân tay là giá 2 triệu này. Và 64GB mất vân tay là 2,3 triệu nhé. Đấy, ok chưa ạ? Giá bao chuẩn luôn, quá rẻ luôn. Tầm dòng mất vân tay này sử dụng để chơi game hay là dùng chống cháy, học online, kể cả dùng cố định cũng được luôn. Cái vân tay nó không ảnh hưởng gì đến mên với màn cả. Đấy, vân tay là nó là một cái cụm vân. Mình không có vân tay thì mình lắp hôm giả vào để sử dụng bình thường. Rồi tiếp đến là cây 7 Plus Lock 32GB. Cây này full chức năng, có mỗi tội màn ám nền đen thôi. Đây, có thể sử dụng dụng chơi game liên quân các kiểu ok hết nhá. Màn ám nền đen nha, ám đỏ nền đen, một chấm duy nhất. Đây, cây này thanh lý giá 2,8 triệu nhá. 7 Plus Lock 32GB, cây này fix quốc tế rồi. Đây, fix quốc tế rồi, không cần sử dụng sim ghép. Ám đỏ nền đen một cái đầu đúa bé tí luôn. Cây này thanh lý giá 2,8 triệu nhá. Đấy, mên màn zin đét luôn, vỏ hình thức đẹp. Bán thanh lý nha, thanh lý bỏ màn giá 2,8 triệu rồi nha. Ai còn thắc mắc gì nữa không ạ? Cái cây này bình thường màn của 7 Plus là rơi vào 5, 6, 7,
800.000, tùy theo là mã màn là gì nhá. Đấy. Mà bán giá bỏ màn có 2.800.000 thôi, quá là rẻ luôn. Rồi tiếp đến là 8 Plus Lock 64GB, cái này nhà em cũng fix quốc tế rồi, cái này bị sọc màn nhá. Đây, sọc màn này, sọc màn một cái ngang này là sọc màn đấy. Đây cũng fix quốc tế rồi, bộ nhớ 64GB. LL trên A. Đấy. Pin zin theo máy 88%, bị sọc màn nhá. Cái này hình thức cũng vỏ phẩy nhá, bán giá bỏ màn luôn, 3.300.000. Đây màn zin, màn zin thì bán 4.300.000, nhưng mà màn sọc này bán giá chỉ có 3.300.000 luôn. Mà trong khi cái màn này vẫn sử dụng bình thường. Đấy, mọi người hiểu cái chữ giá bỏ màn chưa ạ? Bỏ màn là tức là cái màn này có chết hay là có không sử dụng được thì cái giá này nó vẫn là rẻ. Tại mình có thể mua một cái màn zin mình lắp vào nó vẫn là rẻ so với cái giá này. Và trong khi cái màn sọc hay màn lô vẫn sử dụng bình thường nhá. Đấy, giá cây màn sọc này chỉ có 3.300.000 thôi. Rồi tiếp đến là cây 8 Plus Lock 64GB. Pin zin theo máy 81%, cây này mất vân tay nha. Đây. Cũng mất vân tay. Bản lock fix quốc tế, không cần sử dụng sim ghép. Hình thức khá là đẹp. Khá là đẹp, màu trắng khá là đẹp. Cây này chỉ mất vân tay thôi, tất cả các chức năng khác sử dụng bình thường. Đây, cây này thanh lý giá 3.500.000 nha. 8 Plus Lock 64GB mất vân tay giá 3.500.000. Rồi chuyển sang cây 8 Plus Lock 64GB. Cây này màn lô vỡ kính nha. Đây, màn lô nhưng mà vỡ kính, cảm ứng vẫn sử dụng bình thường. Đấy. Cảm ứng cây này vẫn sử dụng bình thường, vân tay sử dụng bình thường. Nói chung là cây này full chức năng. 8 Plus Lock 64GB fix quốc tế rồi. Màn linh kiện hiển thị 9/10 so với màn zin. Màn vỡ kính, bán giá bỏ màn luôn, 3.400.000 nhá. 8 Plus Lock 64GB, màn lô vỡ kính full chức năng, giá là 3.400.000. Đấy, hôm nay chỉ ngồi thanh lý thôi ạ. 6S Plus Lock 32GB, 6S Plus quốc tế 32GB, màn linh kiện vỏ xấu. Màn linh kiện vỏ xấu nhá. Màn linh kiện full chức năng, vỏ xấu, bản 32GB quốc tế. Đấy, mình có thể reset dòng 2 thoải mái. Đây, pin bảo trì. Nhà em thay pin mới cho mọi người luôn nha. Đây, cái này giá 1.900.000 thôi. 6S Plus Lock 32GB, màn linh kiện giá 1.900.000 nhé. Màn linh kiện là không phải màn zin đấy. Mấy anh chị cứ hỏi là màn linh kiện là màn gì đây. Đến cây 6S Plus quốc tế 32GB này. Cái này là màn zin bị ám nha. Đây, màn zin bị ám đen ở góc này. Cũng bán giá bỏ màn luôn. Bản quốc tế 32GB, LL trên A. Đấy, cái này thì hình thức cũng phẩy. Hình thức phẩy nha. Bị màn. Pin zin theo máy 85%. Giá cây này chỉ 2.000.000 thôi. Quá là rẻ. Đây, xong nguyên một rổ xả lỗ. Đây, một rổ máy xả lỗ luôn. Bán chả thấy lãi đâu, chi thấy lỗ. Rồi nhá, nhà em còn có cả 64GB mất vân tay này. Hai cây này thay pin mới luôn. Chưa vệ sinh được nên là thôi, không quay nữa. 64GB mất vân tay thì 2.300.000. 32GB mất vân tay là 2.000.000. 16GB mất vân tay là 1.800.000. Ok chưa ạ? Quá là rẻ luôn nhá. Rồi bây giờ chuyển sang hàng full chức năng. 6S Plus quốc tế full chức năng. Đấy. Quay 16GB trước nha. 6S Plus quốc tế 16GB full chức năng. Main màn zin đét, hình vỏ phẩy nhá. Hình thức rơi vào 96, 97, 98%, tùy cây. Đấy. Có đủ màu cho mọi người lựa chọn. Và bao pin trên 80%. Màn 5.5 inch, màn to và pin 2750, pin trâu, sóng khỏe. Nói chung là dùng ok. 16GB nhá. Đây bộ nhớ 16GB. Anh chị em nào mà dùng ít thì mình có thể sử dụng 16GB. Màn zin sáng đẹp luôn. Giá của 16GB là em bán 2.200.000 một cây nhá. 6S Plus quốc tế 16GB hình thức phẩy. Bao zin, bao full chức năng và bao quốc tế trọn đời. Giá là 2.200.000 một cây nhá. Đấy, rất là nhiều luôn.
Lô này thế nào mà lẫn nhiều 16GB thế? Có màu hồng, màu xám, màu vàng, màu trắng luôn nha. Nói chung là đủ màu. Thích lấy màu nào cũng được. Và pin sẽ bao trên 80%. Bao full chức năng luôn. 16GB nhà em bán giá là 2,2 triệu một cây. 128GB này. Đây em có 4 cây 128GB này, 2 cây vàng, 1 cây xám và 1 cây hồng nhé. Pin zin theo máy 81827874. Cây 7X thì nhà em thay pin mới nhé. Hình thức cũng hình thức phẩy. Đấy. Hình thức phẩy nha. 128GB hôm nay bán giá chỉ 3 triệu một cây thôi. 3 triệu một cây, 6S Plus quốc tế 128GB. Xenon nguyên bản full chức năng và pin bao trên 80% nhé. Tất cả đều bản Mỹ LL trên A nha mọi người. Bản Mỹ LL trên A nhé. Rồi chuyển sang cái dòng 32GB. 64GB trước nhé. 64GB này. 64GB em còn 3 cây này. Pin 9185 và 75. Đây cây này US12 luôn nhé. Nói chung là cái lô này toàn là hình thức phẩy thôi, không có đẹp. Đấy, mua phẩy vừa rẻ, vừa ngon luôn. US12 luôn nhá. Đây 64GB hình thức phẩy. Em còn 2 cây trắng và 1 cây xám, hình thức phẩy 96-97%. Mên màn vỏ zin hết. Giá của nó là 2,8 triệu một cây nhá. 64GB là 2,8 triệu một cây. 128GB là 3 triệu một cây. Đấy. Rồi chuyển đến sang 32GB. 32GB thì nhà em đang bán giá là 2,5 triệu một cây thôi nhé. Chỉ 2,5 triệu một cây. Pin zin 85% này. Ngon luôn. 87% này. 89% này. Đấy, pin zin theo máy khá là ok. Hình thức có cấn nhẹ hoặc là chày nha. Đấy, thế mới gọi là hình thức phẩy. Chứ còn hình thức đẹp là không có cấn có chày gì hết. Còn hình thức phẩy là có cấn có chày nhẹ. Pin zin theo máy, máy zin full chức năng 32GB, giá là 2,5 triệu một cây nha mọi người. Trong video có thể là em sẽ nói hơi nhiều. Đấy, anh chị em nào mà thích xem video của em thì mình tiếp tục xem để ủng hộ kênh An Thảo. Còn anh chị nào mà không thích xem thì mình vui lòng lướt qua giúp em nha. Lắm lúc là em dở gương là em nói hơi nhiều. Đây, còn những cái cây mà pin 7X, pin 70, 78 thì nhà em thay pin mới cho mọi người luôn nha. Đấy. Còn cây pin 87 thì giữ nguyên này. Pin thay mới 100 luôn này. Pin 89 này ok này. Pin 84 này ok này. Cái này pin 91, pin gì 91 ok này. 6S Plus nha, màn to nè. Pin trâu nha. Giá rẻ nha, có 2,5 triệu một cây bản 32GB thôi. Đây. Bản 32GB này thì đặc biệt lại không có màu vàng. Màu vàng lô này thì chỉ có 16 và 128GB thôi. Còn 32 và 64 không có vàng nha. Chỉ có xám với hồng với trắng thôi nha. Đấy, 32GB đồng giá là 2,5 triệu một cây. 16GB là 2,2 triệu. 64GB là 2,8 triệu. Và 128GB là 3 triệu. Đấy, còn những cái máy mà thanh lý thì mọi người lưu ý, mọi người xem ở trên video giá em đã nói ở trên video rồi đấy. Mọi người ưng máy nào thì liên hệ qua Zalo và số điện thoại tư vấn của em nhé. 0338305595. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chúc mọi người một buổi tối thật là mát mẻ và mạnh khỏe. Xin chào tất cả mọi người.